Warning. This video has the following elements. Blood, violence, death, flashing light, distorted image. Viewer discretion is advised. Hospitals have been one of the most important facilities for humanity. We can see the role of hospitals through major events such as wars, epidemics, etc. Hospitals, where many lives have been saved, but it is also where many people have lost their lives due to old age, illness, and incurable cases. These days, numerous medical centers have been dismantled and rebuilt as schools due to the government's emphasis on education. And since then, supernatural phenomena have begun to occur in the schools. Recently, many students have disappeared from the The nearby residents found a tape recorded by Robert Chen. According to the investigation, Robert Chen brought a camcorder to investigate the disappearance of many students, including his sister. However, OK, quay rồi đó. Yo. Tutorial không? Mình chuyển nghiệp quá. Mày bóng vô nghiệp quá. Tầm thường. F để đèn pin. Ủa? Vậy là bật đèn hả? Trời ơi, mấy cái đèn gì tối thui vậy? Mày phá cái kính nè. Lấy gạch nè phải không? Này đương nhiên quá. Power's off. Gotta find the breaker room. Breaker room, OK. Ui, mấy cái đèn pin tối quá ta. Mở lên cũng như không vậy. À, breaker room nè. Activate man breaker. Trời má, phải cho tao mở cái này trước khi... Nope. Trời má, cái game thì khó mở vậy. Later. Ơi, mở. Rồi. Nó như the bathroom không ta? Ủa, sao thấy tựa the bathroom vậy? Ơi má, có mic kìa. Ủa, đi nó cũng phát ra tiếng rồi vậy. Nó thốt rồi. Cần chìa khóa. Ủa, tôi la lớn lên, giờ con quái ra làm sao cơ đó. Ôi. Bạn có cái gì kìa. Ôi rồi, mẹ ở biến mất rồi. Nó đâu rồi? Trên đầu không? Ôi. Nó cười nữa kìa. Ai bạn bè với mày mà mày cười? Ai chơi với mày mà mày cười? Ôi. Mình phải nhìn nó. Rồi giờ đi đâu? Chết bà, quên đường rồi ta. Cái thang máy ở đâu vậy? Đóng cửa lại đi, thằng ngu vậy. Trời ơi, free. Janitor là không phải. Mò thôi. Mò. Đây có cái gì trời? Ui, đường này bỏ nha, nhớ nha. Later. Đây nè, janitor nó có để mà, nó có để. Đây có chìa khóa nè. This should open the elevator. Rồi OK. Rồi OK. Bố phèn. Rồi vậy là qua một level rồi hả? Ủa sao game nó dễ quá vậy? Mới thoát con búp bê xong. Giờ tới con gì em không biết nữa. Alo. Đâu? Không thấy gì đâu. Ủa chưa thấy con quái nữa kìa, sao luôn á. Từ từ. Nghe cái màn này lút cái gì trời. Cái này kính nè. Ui má, hình như đạp rồi nó nghe. 10 seconds later. Dạ, what the f*** rồi. What the f***. Nó bẫy nha. Bóng rồi miễn gì tùm lum la đó. Russian Dictionary. Mẹ ơi. Kén vải đạn. Phải để ý ở dưới chân nữa. Kè trá bóng. Phòng này rút rồi nha. Cút. Kiếm phòng khác. Rồi, chạy luôn nè. Alo. Yeah! Eventually. Trả năm sách, nó kêu mình trả năm sách. Một
2, 3, 4, 5, 5 sách rồi. Đủ rồi nè, đủ. Mới nghe không trời. Rồi xong rồi. Hello. Đâu rồi? Hello. Chạy. Mẹ ơi, mình chạy chậm quá. Không sao anh em, thằng này dễ mà. Không sao hết. 15 minutes later. Ủa, chơi ngu quá đàn. Nguê. Lấy được 2 con sách là chết nữa. Chạy luôn đi. Rồi. Trời má, tại nãy tôi nhây thôi chứ thôi tôi win nãy giờ rồi anh em. Tầng này sao nước không vậy? Anh có tiếng gì? Ừ, nó bên đây nè. Cái map này hơi mờ ảo mà chưa biết phải làm cái gì. Má hú hồn đang tập trung cao độ im ghe, không có tiếng động gì hết, thằng ông nội đó. Nó dị hoài luôn. Ủa chết bà, cái đường này đâu phải đâu. Đường này mới đúng rồi. Ủa cái này là cái gì? Cái miếng ván này cầm được không? Bắt chớn nhảy à. Ui trời, được. Bây giờ mình phải nâng cái mực nước lên. Và thế là hết. Anh ơi. Chạy luôn. Liều. Cái van. Nó có giấu trong mấy cầu tiêu này không trời? Cũng giấu kiếm chắc thấy bà luôn á. Cái van. Đây. Kéo sao vậy? À, chạy. Ủa, nó núp là mình chết. Chết túi liền. Trời, bây giờ không nhớ đường nè. Cái đường này có ông ta chết bà. Dạ, chết bà, không nhớ đường nè. Mày tuổi, trẻ mày thấy bà mày đâu. Ui má, nó chạy nhanh hơn mình mà. Cái vào rồi. Rồi bây giờ phải tìm cái đường ra nữa. 10 seconds later. Cái đường ra đâu rồi? Thôi tao chết đuối trong đây bây giờ. Đâu rồi. Trời ơi, sắp chết đuối tới nơi rồi. Nộp. Cái vào nữa nè, kiếm thấy cái vào, không có thấy cái đường ra. Đi đường này thứ. Ôi giời má, nó gần xịt luôn kìa. Rồi thế thì thằng kia tuổi rồi. Ê, hello. Hello,